cái quặng mà nhà giờ này gọi nhà con đâu đi học đâu đó quặng đang mấy cố gắng người không có tí sức sống rồi mà rõ là kiểu chuột nằm ở trong bếp mà gầy nơ xương đúng đấy. Chuột nằm ở trong bếp mà gầy ra xương thì mình đi ăn cái mời chị ăn đi giấu đâu gặp chuột gì mình không mua khách đó tôi còn đi ăn rồi hôm qua cho gấp vừa mai cho gấp thì riêng cái quả rồi em thấy mỗi có à tết này ăn người này chuẩn bị lại ra đặt tiệc với anh này ra đây ra đây ra gọi không, cứ để cho xuống bến xe rồi anh đi vào đi anh ơi. Thế mà hổng.